Ok, và hi chào các bạn, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stormpy Gaming đây. Và hôm nay thì mình sẽ mod 5 anh em siêu nhân ninja các bạn ha. Ok, thì đây là một cái bộ siêu nhân mà mình vừa mới mod vào trong GTA 5 luôn các bạn. Nhìn rất là đẹp các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ dùng siêu nhân ninja đỏ đi thu phục 4 người anh em, 5 người anh em siêu nhân còn lại các bạn ha. Thì những người anh em siêu nhân ninja này thì có tất cả là 6 người nha các bạn. Thì gồm có 3 nam và 3 nữ. Ok. Và tại sao thì cái hàng siêu nhân ninja đỏ nó lại đứng ở đây mà cầm cây này quắt quắt khách vô trong cái tiệm tạp hóa này các bạn. Đây là tiệm tạp hóa Limited các bạn ha. Có logo là LD các bạn. Đó, LD này giống như là mấy cái logo bên Việt Nam là chữ lề đường các bạn. Đó. Ở chữ L, chữ D gọi là LD cho nó sang thôi, chứ bên Việt Nam thực sự là cái hàng lề đường đó các bạn. Đó. Thì đây là một cái siêu thị khá lớn các bạn ha. Ông chủ này khá giàu luôn các bạn. Đây là một ông chủ người da màu các bạn ha. Giống như là kiểu theo Mexico hơn là người da màu đó các bạn. Đó. Thì ngoài tiệm tạp hóa này thì ổng còn có thêm một cây xăng này nữa các bạn. Đó, cây xăng LD là của ổng luôn các bạn. Ghê chưa? Rất là giàu các bạn ha. Đó, có bút điện thoại rồi hả? Bên đây là có ATM được cái kiểu nữa các bạn. Đó. Thì cái thằng siêu nhân ninja đỏ này nó đang làm công cho cái ông chủ này nè các bạn. Đó. Thì hiện bây giờ đang đứng cầm cái cây nó quắt quắt, nó mời khách vô đổ xăng với lại mua hàng các bạn ha. Mà tại sao cái thằng siêu nhân đỏ nó lại làm việc cho cái ông này làm cu li vậy các bạn? Thì thực sự ra là 6 người anh em siêu nhân ninja của tụi mình đều đi làm cu li ở những cái tiệm tạp hóa như thế này các bạn. Đó, thì một phần vì nó cũng công việc khá là nhẹ, với lại một phần thì làm kiếm sống qua ngày. Đó. Lúc trước 6 anh em siêu nhân ninja này của mình á thì do là đam mê làm siêu nhân quá lớn các bạn. Đó, cái máu làm siêu nhân nó lớn hơn cái máu kiếm tiền, cho nên là lấy hết tiền rồi mua đồ rồi mua nón rồi các bạn ha. Đó, đam mê làm siêu nhân cho nên là làm mà không có được tiền đó các bạn. Đó, đam mê mà nó siêu nhân rồi đam mê mà làm không có tiền luôn. Đó, tại bây giờ hả, khi mà xài hết tiền có nhóm rồi thì 6 thằng siêu nhân ninja đã phải chia nhau ra làm trong những cái tiệm tạp hóa này các bạn. Thì ninja đỏ làm ở đây các bạn ha. Còn cái thằng này ninja gì nó làm ở đây thì mình cũng không biết nữa, lát nữa mình lại mình sẽ biết. Ở đây là cũng có thêm một anh em siêu nhân ninja nè. Ở đây một cái, rồi ở đây một cái các bạn ha, và ở đây một cái. Đó, chia nhau ra để làm kiếm sống các bạn. Chứ bây giờ khổ quá rồi, Covid không có làm gì được hết trơn hết đó. Đó. Nhưng mà là do cái ông chủ này các bạn, ông quá đì cái thằng siêu nhân đỏ ninja này, không? Trời nắng chang chang như này các bạn, không cho đứng trong máy lạnh đâu các bạn ha, cũng không cho đứng cho đây để làm nhân viên đổ xăng, mà bắt là phải đứng ở ngoài nắng như vậy nè. Đó, để quậy khách vào. Các bạn hay có tức không? Đường là hả, một siêu nhân ninja đỏ mà phải đi làm một thằng cu li mà đứng ngoài đường, vứt bỏ hết liêm sĩ làm như vậy nè các bạn. Và hôm nay thì người anh em siêu nhân đỏ của chúng ta đã gọi là tích được một cái số vốn sau bao nhiêu tháng làm mấy công việc ở đây rồi các bạn ha. Bây giờ do cái ông chủ này quá ác với nó, quá tàn ác với nó, cho nên là nó bây giờ nó không làm cho ổng nữa, mà nó quay trở lại nó cướp luôn cái tiệm tạp hóa ổng luôn các bạn. Thấy ghê chưa? Đó, thì bây giờ nó sẽ cướp luôn tiệm tạp hóa của ông này ha. Và nó sẽ đi gọi là hả, thu thập và kêu mấy thằng siêu nhân ninja khác về lại cái đồ của mình và tiếp tục đi làm siêu nhân các bạn. Và xài hết cái số tiền cướp tạp hóa này thì tính sao các bạn ha. Ok, quá đầy đọ mình rồi các bạn, quá khổ rồi các bạn ơi, không còn cách nào khác rồi. Ok, bây giờ thì mình đã quăng luôn cái cây hả, quắt người vô rồi các bạn. Bây giờ mình lấy súng ra. Đó, đây thì mình có một cây súng MP40 bản xà của những anh em Free Fire cho mình mượn các bạn ha. Với lại một cây kiếm nữa các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn coi cây kiếm của mình. Đó, một cây kiếm Nhật nữa. Siêu nhân ninja mà cầm kiếm Nhật thì ôi rồi ôi luôn các bạn ơi, ối rồi ôi luôn á. Đây, bây giờ thì mình sẽ vô mình cướp luôn thịt quá ổng các bạn ha. Rửa tiền cho tao mày. Trời, mày ý là hả, tao là nhân viên của mày, mày coi thường tao rồi không? Mày nghĩ tao không dám bắn mày đúng không? Mày nghĩ tao không dám bắn mày đúng không? Vậy lên, bỏ tiền ra tao lên. Tao làm nhân viên cho mày hả, mày đầy đọa tao các kiểu, hôm nay tao chơi mày luôn á. Bắt tiền ra cho anh coi. Dám giữ mặt hả? Tạo đường là siêu nhân ninja lẻ mày. Rồi, tao cho mày con đường sống á con. Ok, bây giờ mình ổng chạy các bạn ơi. Bây giờ mình lo mình ăn cắp chiếc xe của ổng đó các bạn ha. Ổng có một chiếc xe nữa các bạn. Đó, mình sẽ dùng chiếc xe này mình thu phục mấy người anh em của mình. Đây nè các bạn. Đó, nguyên một cái tiệm sửa xe tự động này cũng là của ổng luôn. Các bạn thấy ổng giàu chưa? Đó, đây là chiếc xe của ổng nè các bạn. Này hả, mình lấy chiếc xe của ổng luôn. Đó, để có chiếc xe này là hả mới đủ rộng để mình đi thu phục những người anh em kia của mình các bạn ha. Đưa về lại. Đây, có một thằng anh em siêu nhân của mình đang làm ở tiệm tạp hóa bên đây nè các bạn. Để sau khoảng thời gian khá lâu thì mình không gặp những người anh em của mình rồi. Đó, bây giờ thì mình qua mình sẵn mình cướp tiệm tạp hóa, mình kêu tụi nó về cái đội siêu nhân ninja của mình lại các bạn ha. Với lại là mình coi thử tờ đang làm gì bên đó. Chắc chắn là khổ lắm các bạn ơi, đi làm cu ly nó khổ lắm, chỉ có làm chủ mới sướng thôi. Đây đây, đây là cái tiệm tạp hóa mà cái thằng siêu nhân nào đang làm ở đây đây các bạn. À, siêu nhân ninja vàng các bạn ha. Mày hôm nay à, thôi Đường là một nữ ninja siêu nhân vàng mà phải đi làm tao công đây hả? Đây không phải nữ nha các bạn, mình quên. Đây là cái thằng siêu nhân ninja vàng các bạn ha, chứ không phải là nữ. Trời ơi, bạn làm ở đây có cực không vậy hả? Siêu nhân ninja vàng. Ủa, siêu nhân ninja đội trưởng, tại sao hôm nay anh lại có mặt ở đây? Hôm nay anh không làm hả? Mà còn cầm điếu súng để làm gì nữa vậy? Thôi, bây giờ mày không cần phải làm công việc ở đâu. Chúng ta phải quay lại cái niềm đam mê của chúng ta hồi siêu nhân vàng à. Lấy tiền ở đây. Hôm nay tao sẽ giải cứu mày siêu nhân vàng. Chúng ta sẽ không bao giờ phải làm những công việc như thế này nữa. Chúng ta phải quay trở lại làm những anh em siêu nhân ninja. Mày dám gọi là hả cho thằng bạn của tao làm hả lao công hả mày? Ok, tao cho mày con đường sống đó con. Ủa, siêu nhân ninja vàng nó mất tiêu rồi. Ủa, mày đâu mày chạy đây hả? Siêu nhân ninja cho bạn. Trời, ba làm có giật mình luôn á ba. Ba đang đứng cầm cái súng chĩa vô bắn bể dây gụ má hết hồn chạy với gì nữa ba. Vậy nó mới sợ, nó mới đưa tiền cho mình chứ. Rồi thôi, đi tiếp thôi đi cho bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm thêm người anh em siêu nhân ninja còn lại các bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ kiếm chỗ rồi. Đây mình nhớ là không biết là còn anh em siêu nhân ninja nào ở đây hay không nữa các bạn ha. À, đây các bạn. Đây. Rồi. Bây giờ thì mấy người anh em này của mình á thì nó chưa có kế hoạch gì hết các bạn. Cũng như là mình rất là đột ngột mình qua rồi mình dẫn nó đi thôi. Cho nên là nó không có vũ khí gì hết trơn đó. Chỉ có mình có thôi ha. Nhưng mà một mình có là cũng đủ ok rồi các bạn. Mấy hàng dưới tiệm quá này đâu có thằng nào có vũ khí để phòng thân đâu. Đây các bạn, đây là tiệm tạp hóa thứ hai của mình ha. Đây, thì ra đây là anh em siêu nhân ninja xanh dương của chúng tôi. Đây, siêu nhân ninja xanh dương, hôm nay mày không làm việc hả? Sao mà ra đây đứng hút thuốc tỉnh bơ vậy? Ủa, siêu nhân đội trưởng, tại sao hôm nay lại có mặt ở đây? Do là hôm nay em bị ông chủ này đì mệt quá, cho nên em chán quá ra đi hút điếu thuốc cho nghỉ mệt xíu mà. Vậy hả? Hôm nay chúng ta sẽ không cần phải làm những công việc này nữa. Chúng ta sẽ trở lại là biệt đội 6 anh em siêu nhân ninja. Được rồi, mày cứ để tao. Đưa tiền đây. Một là mày đưa tiền cho tao, còn hai nữa là cái hàng siêu nhân ninja xanh dương phải đi theo chúng tao. Bắn cái nó sợ các bạn. Nhảy lên. Rồi đó, cho mày con đường á, chạy đi. Rồi, ok các bạn ha. Và như vậy là mình đã có được 2 anh em siêu nhân ninja các bạn. Giờ bây giờ mình đi kiếm thêm 3 nhỏ con gái là ok. Đây, bây giờ thì bên nào 1 đây, 2 đây và 3 đây. Thì bây giờ mình từ đây mình sẽ qua đây trước các bạn ha. Đó, sau đó thì mình sẽ qua 2 điểm bên kia. thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ gần hơn các bạn. Đó, lúc trước hả, tụi mình làm những người anh em siêu nhân ninja nó uy lực và nó uy quyền biết bao nhiêu các bạn. Bây giờ phải làm những công việc này làm cho tụi mình trông chẳng ra gì hết, mất hết địa vị của xã hội. Hôm nay là tụi mình phải lấy lại uy quyền vốn có của những người anh em siêu nhân ninja các bạn. Tới cả những cái thằng mà siêu nhân đồng loại chung với tụi mình á, còn phải nể tụi mình vội phần nữa. Do là công việc mưu sinh quá khó khăn. Đây. Ôi ôi, siêu nhân ninja trắng của chúng ta, gọi nó cũng không khác mình là bao các bạn. Nó cũng phải đứng ở ngoài để vẫy khách vô mua hàng cũng giống như mình. Nhưng mà được cái mình đỡ hơn tại mình con trai. Còn đây là một cô em gái siêu nhân trắng nó xinh xắn của chúng ta. Được rồi, để tao tụi tiền đây. Nhanh lên, mày dám hành hạ em gái siêu nhân trắng em út của tụi tao hả? Có cảnh sát nhưng mà không quan trọng các bạn ha. Thôi gì vậy mà cảnh sát có lại các bạn ơi. Rồi, ở dưới đây là nó có chuông báo động. Mày hả mày? Này thì cảnh sát với tao. Đâu nữa, đâu đang bắn mình vậy? Ây da, mày hả mày? Ủa đâu rồi? Cô em siêu nhân ninja trắng của chúng ta đâu rồi? Ở đây các bạn ha. Đây, cô em siêu nhân ninja trắng. Từ bây giờ em sẽ không cần phải làm những công việc này nữa. Chúng ta sẽ quay trở lại làm những anh em siêu nhân ninja quý lực, quý quyền. Lên xe thôi anh em. Đó, ok. Và như vậy thì mình đã thu thập được 3 người anh em rồi các bạn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua cái tiệm tạp hóa đây trước, rồi sau đó thì mình sẽ đi xuống dưới đây các bạn ha. Ok. Rồi không ngờ á, là cái tiệm tạp hóa này nó có bảo mật cao các bạn, cho nên là khi mình vừa vô là nó bấm chuông báo động hồi nào mình không biết luôn. Chứ mình biết là mình cũng bắn nó chết luôn rồi các bạn. Tại vì nếu mà có cảnh sát ra như vậy thì rất là nguy hiểm cho những người anh em siêu nhân ninja của tụi mình ha. Bây giờ thì công việc đi thu thập những người anh em siêu nhân ninja của mình diễn ra nhanh gọn lẹ các bạn. Tại vì cái địa điểm này của tụi mình thì nó khá là xa. Rồi, ghê vậy ba. Nó chạy sợ đâm như mình hay thì chứ. Mình chạy đúng lên đúng đường bên đây. Mày hả mày? Đó, các bạn thấy những người anh em siêu nhân ninja của chúng ta rất là cực máu chiến luôn các bạn. Đập bể cửa kính xe của ông chủ luôn. Ở dưới đây các bạn ha. Đây, những từ quá đây. Để mình coi coi. Đó, một cái tiệm ở đây và một cái tiệm ở đây các bạn ha. Ở đây thì tiệm quá rất là đông, chắc là buôn bán là cũng khá khẩm lắm các bạn. Rồi, đâu rồi? Người anh em siêu nhân ninja của chúng ta đang làm gì đây? Thì ra đây là một người anh em siêu nhân ninja nữ xanh lá cây của chúng ta. Chắc là em đó đang đứng kiểm hàng, kiểm bia để nhập hàng vô các kiểu. Đấy, đưa tiền em mày. Nhanh lên. Trời ơi, không những ở đây á, ổng bán tập quá không đâu các bạn, mà ổng còn bán những cuốn sách như thế này nữa, Playboy á, đúng không? Đó, các bạn không nên dòm vô cái đó ha, rất là bậy. Thì mình nghĩ ông chủ này chắc chắn là cũng không phải là một người đàng hoàng đó các bạn. Cho nên mình sẽ triệt tiêu luôn các bạn ha. Đó, để tránh gây hại cho người khác các bạn. Rồi, anh em siêu nhân ninja xanh lá cây, đi theo tôi. Mày dám bán những cái thứ không hợp pháp, không hợp lệ hả mày? không, nhưng mà do là mình đã bắn ổng rồi cho nên là mình phá những cái thứ này thì nó cũng không còn tác dụng nữa các bạn ha. Tại vì ổng cũng đâu có bán được đâu các bạn. Nhưng mà mình tức quá mình đập gì đó các bạn. Đập bánh donut chứ tao. Bánh donut chứ tụi tôi à. Rồi các bạn ơi. Được rồi. Rồi em siêu nhân Ninja Snack cây. Đi đâu rồi ta? Chắc là bỏ chạy các bạn. Rồi đây các bạn ha. Ok các bạn. Và bây giờ thì tụi mình trời. Ơ cảnh sát đi chạy ghê vậy. Ơ sếp đụng mình luôn á các bạn. What the fuck. Giống như Need for Speed vậy. Ghê thiệt. Sếp nữa là hả ăn nguyên con xe cho người luôn rồi. Hên thiệt chứ. Rồi và vậy là bây giờ là mình đã có được 5 người anh em siêu nhân ninja các bạn. Còn thêm một người nữa là tụi mình đã hoàn thành 6 người anh em siêu nhân ninja ha. Hình như là nằm đâu dưới đó hay sao á. Mình cũng không nhớ là nằm dưới đó hay nằm trên đây nữa. Để mình coi thử các bạn. Ở đây có không? Ôi, mình vừa bước vô thôi mình đã thấy một cái thái độ rất là ủ rũ của siêu nhân Ninja Hồng, một em gái dễ thương nhất trong nhóm tụi mình luôn các bạn. Đó. Mình vừa bước vô là mình nghe thấy là ổng chửi nhỏ siêu nhân Hồng rồi. Không, tụi mình kéo nguyên đám như vậy là ổng cái mặt xanh lét rồi các bạn không? Cái mặt xanh lét luôn rồi nè. Đó. Xanh không còn miếng máu luôn các bạn không? Bên đây thì vàng, bên đây thì xanh đi các bạn. Hôm nay mình kéo như vậy là hả chết ổng rồi. Nè. Siêu nhân Ninja Hồng, em bị cái gì mà sao trong em buồn bã? Uể oải gì? Dạ u. Anh siêu nhân đỏ đội trưởng cùng những người anh em hôm nay do công việc bán hàng không được tốt, em sáng giờ chưa ăn được cái gì, em ngồi em ăn chút xíu ổng chửi em như vậy đó, em sợ quá chắc em không làm nữa đâu anh. Không sao, đã có tôi, em không cần phải lo gì hết. Thì ra là những ông chủ này cũng chẳng có ông chủ ở đàng hoàng. Nhìn lên, anh sẽ giải thoát cho em. Cùng với đó chúng ta sẽ cõm một cái số tiền của ổng. Mình sẽ phá hết hàng hóa của ổng. Nhưng mình sẽ không làm gì ổng các bạn ha. Mình chỉ phá hàng hóa của ổng thôi. Và mình cho ổng chạy đi. Rồi ok. Bây giờ mình đi ra rồi. Đây các bạn ha. Đây là cô em gái Ninja Hồng của chúng tôi. Và bây giờ thì mình đã thu thập đủ 6 người anh em siêu nhân ninja các bạn. 3 trai và 3 gái. Ok. Bây giờ chúng ta hãy mau lên xe thôi. Đi ra chỗ khác các bạn. Đứng đây hồi là con mang nó lại tóm cái đám. Ôi ôi. Thôi. Nó luôn bị sao các bạn. Mình thấy tông một cú thật là chí mạng. Rồi. Quá ngon lành các bạn ha. Đó. Vừa cướp được một số tiền lớn rồi các bạn. Đó. Sẵn rồi đi ở đây nghỉ dưỡng luôn. Đó. Tuy nghèo chứ hả cũng chịu chơi đấy các bạn. Đi đây thôi anh em. Cất súng này các bạn. Nó thấy tụi nó sợ. Cầm kiếm được rồi. Ở vô đây nghỉ dưỡng spa spa biết rồi các bạn ha. Ồ quá đã luôn các bạn. Đó, nguyên một khu resort nằm đây luôn nè. Đó. Chơi tới bến luôn. Từ A tới Á luôn các bạn. Giờ sẽ láng sáng chiều về các bạn ha. Đó, dù sao thì tụi mình cũng lâu quá mới gặp lại các bạn. Với lại tụi mình đã cũng kiếm được một số tiền kha khá của mấy ông chủ tầm quá đó các bạn ha. Và ok, như vậy thì video clip của mình tới đây cũng xin kết thúc. Và mình hy vọng các bạn sẽ thích những người anh em siêu nhân ninja này của mình. Và nếu như các bạn thích thì nhớ cho một like, một subscribe nha. Và nếu như các bạn cứ yêu cầu thì cứ comment ở bên dưới. Ok, và mình là Stormpy Gaming. Chào tạm biệt tất cả các bạn.